Xin kính chào quý bà con nông dân. Công ty Việt Nam Nông nghiệp Sạch giới thiệu đến quý bà con sản phẩm thuốc trượt sâu Bacari 512 EC, sâu vẽ bùa Naka, đặc trị sâu, rệp sáp, bỏ xít và các loại côn trùng trên cây trồng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần chính của sản phẩm. Hai chất Clofuron là 5 gam trên 1 lít. Rofenofos 71 g trên 1 lít, Thiamethosam 10 g trên 1 lít. Tiếp theo là về công dụng của thuốc trừ sâu Bacari 512 EC. Đặc trị các loại sâu đục thân, sâu vẽ bùa, bọ trĩ, bọ xít mũi, rầy thánh giá, hại trên lúa, cà phê, tiêu điều và nhiều loại cây trồng khác. Để biết thêm chi tiết về lưu lượng và cách sử dụng đối với từng loại cây trồng, quý bà con nông dân gọi về hotline 0919 ba để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí và để mua hàng, quý bà con nông dân có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.